Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học chỉnh màu DaVinci Resolve của Trung tâm Đào tạo Đồ họa Thuận Yến. Mình là Thu Thảo. Trong video trước, mình đã giới thiệu cho các bạn về phần đầu tiên trong bài Color Mix. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số cái phương pháp Color Mix. Đó chính là Color Mix với Color Checker. Color Mix bằng cách các bạn group những clip lại với nhau, group clip để các bạn có thể đồng bộ tông màu. Và Color Mix bằng cách các bạn xem biểu đồ màu và các bạn phân tích để các bạn đồng bộ những cái shot lại với nhau. Và trong phần này mình sẽ vận dụng những cái kiến thức mình đã học để mình tiến hành thực hành Color Mix cho cái TVC Candy Coffee. Và trong phần hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm hai cái công cụ để các bạn có thể thực hành nhanh hơn cái phần Color Mix này. Đó chính là Drop Tool Gallery và Share Note. Thì mình sẽ vào phần đầu tiên, mình sẽ giới thiệu về Drop Tool và Gallery trước để các bạn hình dung ha. Để mở cái thư mục Drop Tool và Gallery thì các bạn sẽ vào cái biểu tượng bên góc phải, góc trái bên này, biểu tượng góc trái bên này có chữ Gallery nè, các bạn click vào đây. Cái Gallery này nó là gì thì các bạn sẽ hình dung. Nó sẽ giống như là thư viện để các bạn có thể lưu trữ lại những hiệu ứng mà các bạn đã chỉnh màu và các bạn có thể áp dụng vào những clip phía sau nữa. Ví dụ như ở đây mình có một clip này, và ở đây mình đã sử dụng rất là nhiều hiệu ứng, rất nhiều hiệu ứng khác nhau. Các bạn có thể ép thêm một nốt nữa, các bạn dùng công cụ khơ để các bạn chỉnh luôn ha. Ví dụ như đây các bạn có một cái shot và các bạn đã áp dụng những cái công cụ chỉnh màu khác nhau. Ví dụ ở đây mình có thể dùng cả Windows và để các bạn có thể chỉnh luôn ha. Mình ví dụ thôi. Và bây giờ các bạn muốn áp tất cả những cái hiệu ứng này vào trong cái shot phía sau, hoặc là các bạn muốn so sánh cái hiệu ứng các bạn đã chỉnh và clip phía sau, xem hai clip này nó đã đồng bộ, nó đã gần giống nhau hay chưa, thì các bạn sẽ click phải vào cái khung Reviewer ở đây. Các bạn chọn cho mình là Drop Tool. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái Tool trong Gallery. Và các bạn muốn so sánh nó với shot 12 thì các bạn sẽ chọn vào shot 12. Các bạn click phải, các bạn chọn Place. Các bạn click phải vào cái khung ở trên cái Gallery nè, các bạn chọn là Play Tool. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện hai cái phần, các bạn có thể kéo qua lại như thế này để các bạn so sánh cái phần mà các bạn chỉnh, phần mà các bạn trình chỉnh và cái clip gốc, xem nó có phù hợp hay không, hay nó có đã khớp chưa. Ví dụ như các bạn muốn so sánh phần lá cây ở đây và phần lá cây này, các bạn xem là cái tông màu mình chỉnh nó đã phù hợp hay chưa thì các bạn có thể so sánh được. Các bạn muốn bỏ cái đường này, các bạn muốn bỏ đường này thì các bạn click phải vào, các bạn click bỏ cái chỗ Show Reference Whip ở đây thì nó sẽ bỏ cái đường đó cho các bạn. Và nếu như các bạn muốn áp cái steel này vào trong cái clip này thì các bạn sẽ click phải vào, các bạn chọn Apply Wrap ha. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện lại tất cả những nốt mà các bạn đã sử dụng trong cái shot trước, để các bạn copy nhanh cái những cái hiệu ứng mình đã chỉnh ha. Các bạn cần cho Z lại. Ở đây, nếu mà các bạn chọn Apply Wrap thì nó sẽ áp dụng tất cả các màu sắc. Còn nếu các bạn chọn Advanced Note Wrap nè, thì lúc này nó sẽ khác hồi nãy một xíu, là nó sẽ vẫn còn giữ lại một cái nốt Soria ban đầu. Còn trường hợp các bạn chọn cái phần phía trên thì nó chỉ xuất hiện cho các bạn 3 nốt thôi, nó mất cái nốt đầu tiên. Và nếu trường hợp các bạn muốn xuất cái Drop Tool này ra để các bạn áp cho những cái file
hoặc là những cái project khác mà các bạn muốn sử dụng hoặc là các bạn muốn chia sẻ cho người khác, thì các bạn có thể lít phải vào, các bạn chọn export, export ha. Sau đó các bạn chọn vị trí lưu, ở đây mình sẽ lưu ở desktop. Thì khi mà các bạn export ra, thì lúc này ở trên desktop nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái định dạng file. Ở đây nó sẽ có cái định dạng file là DXR, nó chính là cái steel mà mình vừa xuất ra ha. Và các bạn có thể import nó vào để các bạn sử dụng bằng cách các bạn lít phải vào cái khung Draft Steel Gallery trên này. Và các bạn lít vào, các bạn chọn import. Sau đó các bạn sẽ chọn lại cái steel hồi nãy và các bạn import vào. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện một cái steel và các bạn có thể áp vào những cái clip ở đây. Các bạn có thể chọn áp vào ha, bằng cách là lít phải Apply Wrap. Đây, nó cũng sẽ xuất hiện là như cũ. Thì đây chính là cái chức năng của Gallery. Gallery. Thì cái cách này để giúp các bạn chỉnh màu cũng rất là hữu ích ha. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần số 2, đó là Cyanos. Thì Cyanos là gì? Thì các bạn nghe từ xe, xe đó chính là chia sẻ ha. Thì sẽ có một cái vấn đề như thế này. Ví dụ khi các bạn chỉnh màu, ví dụ như đây mình chỉnh cái nốt này, và qua cái nốt thứ hai và mình thấy là mình muốn chỉnh nó tương tự như vậy, thì các bạn chỉ cần, các bạn muốn là khi các bạn thay đổi nốt này thì cái nốt bên đây nó cũng sẽ thay đổi theo, thì lúc này mình sẽ sử dụng share nốt. Bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn. Ở đây mình sẽ dùng công cụ Windows, mình khoanh một cái vùng, và các bạn sẽ dùng công cụ bất kỳ nào đó các bạn chỉnh màu. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng công cụ Huê Vạch Huê để các bạn dễ nhìn. Ở đây mình đã chỉnh màu cho đối tượng này rồi. Và các bạn muốn nó thành xe nốt thì các bạn sẽ lít phải vào cái nốt này. Và các bạn sẽ chọn cho mình là Cell A xe nốt. Thì lúc này ở trên cái label trên này nè, vị trí label nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái dòng là xe nốt. Và nó có một cái biểu tượng là cái dấu khóa ở đây. Khóa là nó lock lại đó. Và các bạn muốn copy thì các bạn chọn qua một cái nốt số 2, số 2, và các bạn muốn áp cái xe nốt này vào, thì các bạn sẽ lít phải vào, các bạn chọn app nốt. Thì lúc này ngoài trừ những cái nốt mà mình đã học thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái nốt nữa, đó chính là xe nốt. Các bạn lít phải vào ha, các bạn lít vào chọn xe nốt, thì mặc nhiên nó sẽ áp những cái hiệu ứng mà các bạn đã chọn bên đây vào phần nốt bên này. Và bây giờ mình sẽ thử thay đổi. Mình sẽ vào công cụ Arimixer, mình thay đổi đi các bạn dễ nhìn. Ở đây các bạn thấy là nó đã có cái biểu tượng block rồi. Các bạn sẽ lít phải vào, các bạn bỏ lock node đi. Sau đó các bạn mới tiến hành các bạn thay đổi thông số. Tại vì khi mà lock thì các bạn sẽ không có thay đổi được ha. Các bạn phải bỏ lock đi. Thì các bạn thấy nè, khi các bạn thay đổi ở cái shop bên đây thì phần shop bên đây nó cũng sẽ thay đổi theo. Tức là nó sẽ có mối liên kết giữa hai phần này với nhau.